Đây là hoạt động bắt buộc trong mỗi lớp học Patin. Hông, chân và tay là những bộ phận cần khởi động thật kỹ, bởi đây là những vị trí rất dễ gặp chấn thương khi tập. Vì thế, để an toàn, mỗi học viên, nhất là học viên mới, phải mang trên mình ít nhất 5 món đồ bảo hộ. Rồi, đầu tiên Hạnh hãy mặc quần bảo hộ mông vô nha, okay. Để cho không có bị chấn thương phần xương cột, phần lưng của mình. Rồi, tiếp theo là mình sẽ đeo bảo hộ tay chân. Rồi, cái này là cái bảo vệ cổ tay, nó sẽ bảo vệ phần cổ tay này không bị gãy. Ở đây khi chống tay xuống, nó sẽ không có bị ảnh hưởng đến phần cổ tay này, nó sẽ rất là an toàn ha. Bây giờ đến phần đầu gối. Phần đầu gối này là quan trọng nhất luôn, nó bảo vệ phần xương gối nè, phần đầu của mình mình phải bảo vệ. Thì với chiếc nón nguy hiểm này thì sẽ bảo vệ rất là an toàn phần trước và phần sau ha. Ở đây mình đổi. Trượt patin được xem là một môn thể thao mạo hiểm. Người chơi phải đi trên một đôi giày đặc trưng được gắn 4 bánh xe thẳng hàng. Giày càng nhẹ, trượt càng êm. Tuy nhiên, trước khi trượt được trên những bánh xe, người học phải học 3 kỹ năng cơ bản: đứng, té và đi. Và bây giờ đến phần hướng dẫn cho Hạnh té nã nha, cho an toàn nha. Không đầu gối thấp xuống, mình té ngang má đùi để không đập phần đầu gối nha. Rồi. Rồi, bà đứng dậy. Rồi, bà Hạnh đứng dậy nha. Hạnh quỳ đầu gối lên, mình sẽ quỳ đầu gối lên. Đúng rồi, chân trái mình nhấc lên. Rồi, chân phải mình nhấc mạnh lên, là hai chân chữ V lại như hồi nãy ban đầu để mình đứng cân bằng, là mình nhấc luôn. Một. Đúng rồi. Ok. Tốt quá, khép chân vô luôn, nhấc chân vô, khép lại. Đúng rồi. Trước khi dùng đến sự khéo léo của đôi chân để trượt được trên những bánh xe thì cần phải có lòng gan dạ. Chuyện té ngã là điều không thể tránh khỏi trong quá trình tập. Tuy nhiên, hiệu quả mà môn thể thao này mang lại còn nhiều hơn thế. Tôi thấy cái môn này nó có lợi cho sức khỏe, cơ thể dẻo dai, luôn luôn là nó không có bị mệt mỏi lừa đừ gì hết, ăn được, ngủ được. Thành ra tôi tập mỗi ngày, nó rất dễ ra mồ hôi. Những em nhỏ này chỉ mới 3 tuổi, nhưng đây chưa phải là học viên nhỏ tuổi nhất của lớp học. Với các em, những lợi ích mà môn thể thao trượt patin mang lại như là sức rướn, độ bền, chiều cao hay là sự tự tin là điều quá to tát. Bởi với độ tuổi này, việc lựa chọn hay gắn bó với bất kỳ môn thể thao nào đều bắt đầu từ niềm vui và sự yêu thích.